Cục Đường sắt vừa lấy ý kiến các địa phương về kế hoạch tạm thời vận hành hành khách trong bối cảnh dịch COVID-19 được kiểm soát. Kế hoạch dự kiến triển khai nối lại tàu khách từ ngày 7 tháng 10, chia thành 3 giai đoạn, trong đó 2 giai đoạn đầu, mỗi giai đoạn kéo dài 10 ngày với tần suất tăng dần. Cụ thể, từ ngày 7 tháng 10, nối lại các đoàn tàu trên tuyến Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vinh, Hải Phòng. Sau đó tăng dần, tới ngày 18 tháng 10, tăng lên 3 đôi tàu trên tuyến Bắc Nam và tăng tàu Hà Nội, Hải Phòng vào những ngày cuối tuần. Tuyến Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh khai thác từ ngày 15 tháng 10 trở đi. Riêng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương, trước mắt chỉ thực hiện tàu chuyên biệt theo đề nghị đón người về quê của các địa phương. Từ ngày 1 tháng 11 trở đi, dự kiến nối lại tàu thường lệ tuyến Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Phan Thiết. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 trở đi, tổ chức chạy các đôi tàu khách theo nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, việc tàu dừng đón trả khách tại các ga phải được địa phương nơi có ga chấp thuận. Do đó, Cục Đường sắt đề nghị các địa phương có ga đường sắt cho ý kiến chấp thuận trước khi cấp phép khai thác theo lộ trình trên.